xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay tiếp tục chuyến thiện nguyện hôm nay. Minh Hoàng xin phép được trích cái quỹ của chị Dung ở Sài Gòn, có cái tấm lòng hảo tâm gửi tặng cho bà con nghèo. Hôm nay Minh Hoàng tới chợ Long Xuyên, và đồng hành hôm nay có em Phương 360, cuộc sống anh ta 360. Đây là hai anh em đang đứng ở chợ Long Xuyên. Hôm nay Minh Hoàng xin phép được trích cái quỹ của chị Dung ở thành phố Hồ Chí Minh là với số tiền là 5 triệu để giúp cho bà con nghèo, những cụ già và những người tàn tật nha quý vị. Bây giờ không mất thời gian quý vị, xin mời quý vị cùng hai anh em đi tham quan chợ. Hai anh em đi vô tới chợ, quý vị gặp bà cụ và ngoại lớn tuổi ngồi bán nha, hành đồ bán nha. Dạ con chào ngoại. Ngoại nhiêu tuổi rồi? 83 tuổi. 83 tuổi hả? Ngoại ngồi bán vậy hả? Rồi ngoại hiện giờ ngoại ở với ai? Ở với thằng Út Khùng, nó ở nhà nó đi 2-3 ngày nó mới về một bữa. Út Khùng là sao? Bị bệnh tâm thần á. Bị bệnh tâm thần hả? Cô chú hai tôi tính gửi nó mà không ai lãnh nó rồi. Dạ. Tôi sẽ tôi già tôi chết tôi bỏ không mà ai nuôi đó. Cái đó cũng khó không ngoại. Tôi tính tôi gửi cho người ta là. Còn ngoại bán gì rồi ngày ngoại lại được nhiêu? Mười mấy chục ngàn lại nhiêu? 20-30 ngàn. 20-30 ngàn hả? Rồi sao ngoại về nuôi cái anh bị khùng nữa hả? Rồi nó đi bữa hai bữa nó về nhà nè, tôi xin cơm từ thiện gì cho nó ăn. Dạ. Trời ơi. Tôi tính gửi nó mà sao mà công an ta nó chịu lãnh rồi. Đừng mùa bà ngoại. Sợ tôi chết rồi tôi bỏ nó hả, ai nuôi tôi. Dạ. Ngoại ở xa không? Tôi ở Mỹ Quý, vô Cầu Đôi. Cầu Đôi đi xuống trong ngọn á. Xa lắm hả? 50 số. Còn ngoại đi bằng cái gì? Có gian xe anh ta cho có gian, có bữa là cho có gian. Mấy giờ ngoại mới ra chợ? 6 bây giờ ra tới đây. Bây giờ ra tới đây, chừng nào ngoại mới về? 7-8 giờ. 7-8 giờ tối mới về hả? Yeah. Mà lời có mấy chục ngàn hả? Dạ. Yeah. Trời ơi, tội nghiệp ngoại không? Trời, cái này bà ngoại lấy lợi của người ta hay sao? Ta cho tiền mua. Cho ta cho tiền ngoại mua hả? Là ngày nào ta cũng cho ngoại mua đặng có để sống ha. Người cho 20-30 ngàn nha. Ngoại ngoại nó bán ngày được nhiêu? Mấy chục ngàn à. Mấy chục ngàn hả? Rồi sao sống đủ ngoại? Xin cơm từ thiện ăn. Xin cơm từ thiện ăn. Ngoại năm nay cũng chín mấy tuổi rồi? 83 tuổi. 83. Rồi ngoại còn ai ngoài người con khùng đó không? Có thằng con chết, có thằng ra riêng vợ nó bị xe biến mà ngăn không được. Rồi sao gia đình gặp cảnh khổ không luôn vậy đó hả? Thằng Út thì khùng, mỗi lần nó không có khùng hôn chú ơi, nó lên thì nó bán cho tôi nè. Cái nó ở nhà đó, cái mấy cái thằng bụi đời nó quấn trên đầu, cục lớn với nó mất trí nhớ. Chứ nó không có khùng hôn, bị cho đánh đó. Nó đánh nó bờ, nó bị bữa nó ở nhà. Cái tao quýnh nó gỉ ba qua thường. Cái chở nhà thương cánh thằng Quang chỗ hết. Thì về bị tao quýnh hoài, gửi công an kêu lãnh. Thì người tôi cho nó có gì tôi chết ai nuôi đó. Tao không đánh. Tính gửi nó. Bà ngoại lo sợ á, sợ mà ngoại mất đi thì không ai chăm sóc ảnh ha. Không ai nuôi. Dạ. Nó khi nó không biết đường về nhà, nó bị đánh quá đánh đó. Dạ, rồi thôi hôm nay ghé thăm ngoại cũng là một cái duyên ha ngoại. Con thay mặt cho Mạnh Thường Quân là chị Dung
ở thành phố Hồ Chí Minh gửi biếu tặng bà ngoại 1 triệu ha. Quá mừng rồi. 1 triệu ngoại để dành để làm vốn với lại mua đồ ăn ha. Ngoại mà dạ ngoại cảm ơn chị Dung. Ngoại cảm ơn chị Dung. Chị Dung ở thành phố Hồ Chí Minh. Chị Dung ở thành phố Hồ Chí Minh. À, biếu tặng bà ngoại 1 triệu ha. Biếu tặng ngoại 1 triệu. Sao ngoại biết tiền đó nhiêu không? Biết. Tại nhiêu vậy? Tấm 500. 500 mấy tấm? 200. 200 à. Ngoại mừng không? Mừng dữ lắm đó. Mừng dữ lắm luôn. Tối một ngày bán được. Nào giờ có ngàn. Nào giờ có ai cho ngoại số tiền đó không? Cho 10.000, 20.000. Bữa nay tự nhiên có 2 tờ ngoại mừng không? Quá mừng rồi. Mừng luôn. Mừng à. Dữ lắm, mừng con Dung nhiều dữ lắm. Nên ngoại nói chuyện là như là còn minh mẫn. 83 tuổi mà còn rất là minh mẫn. Đâu có quên nhớ như mấy người đó. Đây thì ngoại bán vậy nè. Đó bán có mấy bó hành này, người ta cho tiền mua hành bán quý vị. Mừng ơn 2 tờ nhiều lắm ha. Rồi bà ngoại cắt vô đi. Cắt kỹ đi chứ để mất à, mất số tiền lớn à. Cuộc dây thun đồ rỡ đang qua. À, cuộc dây thun rồi ha. Bỏ vô ra đừng có thối ra đút la lộn là mất á. Không, cô lấy rồi. Đâu có mua gì đâu, lấy ra mua thôi. Tính đi mua gừng bán. Dạ, để dành mua đồ bán với mua đồ ăn á ngoại ha. Nó ơn 2 cậu nhiều lắm. Dạ. Mà đó có ai ngoại? Có không ai mua chứ. Mà có ngoại vậy? Có ngoại vậy rồi sao mà mua chi nữa? Người ta trồng người ta hết ăn rồi à, đâu ngoại sinh ra bán hả? Người ta mua cái tốt có người ta có người ta cho ngoại coi cái nào bán được ngoại mua, ngoại đừng có mua tùm lum á, bán cái đó mấy nhà chùa người ta đào ra người ta bán ế để cho à. Hành này thấy tốt mà bán được nè, mới mua rồi ngoại giữ sức khỏe ha. Rồi, chúc bà ngoại bán đắt hàng chút rồi về sớm nha. Dạ. Ấy hôm bữa nay coi dọn về sớm đi. Mừng quá mừng. Về sớm đi cho khỏe. Dọn đi. 7-8 giờ về cái này bỏ hư chứ. Giờ phải ráng ngồi 7-8 giờ luôn hả? Rồi, kiếm bán cái gì kiếm nhiêu 7-8 giờ kiếm có 20-30 về nghỉ cho khỏe ngoại ơi. Vì nhà không có ai chơi nằm của mình lên. À, buồn ha. Thôi giờ ngồi cho tới chiều luôn quen. Có thằng con nó đi không biết đi đâu. Nó muốn về nó về vậy. Ngoại bán này là mấy chục năm rồi. Tôi mới hầu tôi 14 tuổi tới bây giờ á. 14 tuổi tới giờ luôn á hả? Ở bán ở chợ này luôn hả? Ở chợ này không. Hồi nhỏ xíu thì đi hái rau dừa, bắt cua, bắt ốc rồi bán. Đó giờ ngoại có ai cho tiền ngoại được nhiều hơn cái đó không ngoại? Chưa hả? 20-30. Bữa nay là nhiều đó hả? Bữa nay nhiều nhất luôn hả? Tụi con cũng hy vọng là sau này đăng những cái clip này lên nó được cô chú Mạnh Thường Quân thấy nó ngoại rồi cho ngoại thêm được tiền đấy ha. Mừng dữ ha. Có mừng. Quá mừng luôn. Tự nhiên đâu cái đang ngồi ở đâu cái chợt tới bất ngờ ngoại hả? Đó là ngoại ơn nhiều lắm. Rồi thôi tụi con xin phép ngoại tụi con đi nha. Ngoại cảm ơn ngoại hai cậu. Dạ rồi. Chúc ngoại cảm ơn hai cháu. Tao rồi có quay luôn chợ nói luôn hết nguyên chợ luôn. Vậy đẩy dữ không? Không, tao không có cắt. Đây là chợ cá quý vị. Chơi luôn hả? Chơi luôn à, một cái rồi chứ không chơi. Để cắt ra là mấy mốt. Cá ơi, cá rất nhiều luôn rồi. Cá chép. Vàng thật luôn. Quá trời thật luôn. Dạ. Quá trời cá chép luôn rồi.
giờ ở dưới này đâu có ai đâu Phương. Đâu có ai đâu. Thôi đi ra đường ngoài đi. Đây là chợ Long Xuyên quý vị. Gặp ngoại, ngoại chút. Chào ngoại. Gì con? Ngoại nhiêu tuổi rồi? Bảy mấy rồi, chi có chuyện gì con? Bà bảy mấy rồi hả? Bà bán rau này hả? Ờ, bán rau này này sống mà. Dạ. Rau này là bà lấy lại rồi sao? Mua đi bán lại. Mua đi bán lại hả? Một ngày bà bán lại được nhiêu? Thì đủ ăn hàng ngày vậy thôi. Ăn mạnh bữa nay nào lấy sống. Mạnh nào lấy sống hả? Bảy mấy rồi, có ông ngoại còn không? Mất giáp năm rồi. Giáp năm rồi hả? Giờ chỉ còn có mình ngoại thôi ha. À, với thằng cháu nội. Cháu nội hả? Ngoại đâu, ngoại bán về ngoại nuôi nó hả? À, thì nó cũng mần, mình cũng mần, chứ mình không có nuôi nó. Ngày ngoại lời được nhiêu? Thì nói chung ra là trăm ngoài ngàn để đủ sống. Trăm ngoài ngàn hả? Rồi bán ế bà còn lại ế vậy rồi sao? Không có lợi. Thì bán mắc bán rẻ. Bán mắc bán rẻ hả? Ừ. Ngày ngoại kiếm lời được chuyện nhiêu vậy? Trăm ngoài. Đã bán ngày kỹ thưởng hả? Để vốn luôn hả? Không có mình cái lời á, còn cái vốn thì mình trả lời ta. Đâu? Đâu? Ngoại ngước lên xem dung nhan ngoại chú. Ngoại giấu dung nhan hoài. Rồi hôm nay ghé hỏi thăm ngoại và con cũng có cái phần quà của chị Dung ở Sài Gòn dành tặng cho những cụ già. Một phần quà ngoại ha. Chị Dung gửi biếu cho bà ngoại 500.000. Rồi, cảm ơn con. Dạ. Ngoại cảm ơn chị Dung. Chị rồi, Dung ở thành phố. Cảm ơn cô Dung ở thành phố nha. Dạ. Rung ngôn mừng không? Mừng. Tự nhiên đâu có 500.000 hả? Đâu chứ, tự nhiên có 500.000 vô. Bán ngày lời có. Là ngày lời có trăm mấy à. Trăm mấy. Mà còn dư một đống này nữa nè. Còn dư đống này nữa nè. Giờ này chưa rồi, còn dư về nữa là đem về bán rẻ bán mắc hả? Bán rẻ bán mắc ba xài. Bây giờ con đưa tiền 500 con lấy hết này được không? Được không? Được. Được hả? Lấy cho bà về sớm được không? Được. Được ha. Bà bán hết này có mấy trăm? Cái này không biết người nè. 600. Có đâu. Đưa 500 là lỗ mà. Lỗ dễ thì lỗ. Rồi tụi con cũng chúc ngoại nhiều sức khỏe mua vai bán đất ha. Rồi cảm ơn hai con. Dạ. Cảm ơn cô Dung thành phố luôn nha. Dạ, rồi. Dạ chào cô. Cô nhiêu tuổi rồi? Sao mấy là chú ơi? Sao mấy? 36 hả? Dạ. Cô đang ở với ai? Ở mình hả? Ở của mình luôn hả? Dạ. Ông xã đâu? Không có. Hồi nhỏ lớn luôn? Không có, nhưng mà thời gian mà thôi tới giờ ở. Có dạ, con cháu gì không? Có, nhưng mà nó ở kế. Ở kế bên hả? Dạ. Rồi cô đi bán gì, cô ở đâu? Ở trong Mỹ Hòa. Không biết. Mỹ Hòa trong đây. Xa không? Đi cũng dạng 5-6 cây số, chạy xe đạp. Cô chạy xe đạp đi hả? Dạ. Còn cái này? Bán. Cái này là cô mua lại ta hả? Dạ, người ta bán như người ta bán chắc phê đó. Còn dư chút đỉnh người ta bán lại, rẻ rẻ mình bán lại. Còn chuối? Chuối của bà bên kia. Chuối của bên kia, còn cô bán rau này không hả? Dạ. Mà giờ này cô còn nhiều dữ vậy hả? Rồi rau sao? Rau này mắc lên lại. Bán lên mai nó hư hết. Dạ mai thì nếu hư thì cho từ thiện, còn không hư thì bán nữa. Cho từ thiện nữa hả? Dạ. Cô cũng cho từ thiện luôn. Dạ cho. Bán ở đâu con? Mắc lên cái chỗ này nè. Mắc lên đây chừng nào mà bán không được thì cho mấy người ta đi là nấu nướng thì cho nó đó. Chứ để hư là bán không được. Ngoài kia có giống sư Minh Tệ.
Rồi cô lấy vốn vậy nhiêu? Kêu người ta bán dùm gì đó rồi sáng ta cho tiền cà phê. Cô à, hả? Dạ, ta cho tiền cà phê. Cô bán dùm ta, ta cho cô tiền cà phê hả? Dạ, tiền cà phê. Cho cô ngày nhiêu? Thì theo bữa nào bán được nhiều thì cho được một mấy 20 ngàn. 40-50 không có thì có 30 mấy ngàn. Mấy giờ cô mới ra chợ? Gần 7 giờ mới ra chợ. 7 giờ sáng mới ra, bán tới 12 giờ về có mười mấy 20 ngàn á hả? Dạ, tiền cà phê hả? 30 mấy ngàn. Thì ta bán được nhiều thì cho nhiều, bán ít cho ít. Dạ. Cô được mấy người con? Không có đứa nào chưa á. Không có con luôn hả? À, rồi cha mẹ mất hết rồi. Ông xã như là mới lập gia đình chừng đó 2 năm rồi chia tay tới giờ luôn. Không có con cháu luôn. Có con, có cháu nhưng mà nó ở kế, cháu con người chị. À. Cháu kêu bằng gì ha? Ngày là kiếm đi ra bán rồi, dạ. Kiếm tiền cà phê mười mấy 20 ngàn vậy dạ. Hả cô? Nhiều khi 30-40 ngàn cũng chừng. Bữa nào hên hên vô mánh thì 60-70. 60 là lời hả? Dạ dạ, như thế được 60-70. Có nghĩa là bán dùm người ta. Dùm, dạ. Dạ, có nghĩa là bán cho lời. Dạ, bữa nào nhiều cho nhiều bữa nào ít. Nghĩa là bán nhiều. Dạ. Rồi thôi, hôm nay gặp cô cũng là cái duyên. Dạ. Hỏi trước là hỏi thăm sức khỏe, tình hình gia cảnh cô ha. Dạ. Sau là có cái phần quà của chị Dung ở thành phố. Dạ. Gửi tặng, gửi biếu tặng cho những cụ già, những cái hoàn cảnh khó khăn neo đơn hay là những người tàn tật. Dạ. Thì chị Dung có cái phần quà là 500 ngàn gửi tặng cô ha. Cô cảm ơn chị Dung. Dạ. Đi. Rồi, cảm ơn cô Dung. Dạ. Cảm ơn mấy chú nha. Dạ dạ sức khỏe, chúc mấy chú dạ dạ sức khỏe. Rồi, dạ, chúc cho cô Dung cũng dạ dạ sức khỏe. Rồi, dạ. Tụi con cũng chúc cô nhiều sức khỏe ha. Dạ. Để tiếp tục cái công việc mua bán của mình ha. Dạ. Rồi thôi, tụi con xin phép đi nha. Dạ. Rồi. Cảm ơn ngay. Tụi con chào cô. Cô hôm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ bao nhiêu cụ? 74. Dạ, 71. Cô đi bán với số hả? Dạ. Ngày cô bán được nhiêu tờ? Không có chuyện đâu, sang 10 tờ bán luôn à. Cứ sang lần 10 tờ hả cô? Xin ta được 100 ngàn, sang được 10 tờ bán hết. À. Nhà cô ở gần đây không? Trốn con đi vô đây hôm trước dịch tới giờ. Rồi, ủa sao mà sao lại trốn con đi? Tại bệnh tim rồi nó không tiền thôi, rồi thành ra tôi mới trốn đi. Ờ. Mình vô mình không biết mà mình ở đâu rồi có tội tới ba mình ở đâu, mà đâu ở đâu, ba chứ không biết. Rồi bà vô đây bà ở đâu? Ngủ dưới cửa nhà ta. Rồi. Người ta thấy người ta ra người ta la người cho cái mền, thích ra cái mền cho chú khác ngủ. Dạ. Còn cứ khi nào tôi bệnh đó là sáng tôi mới xuất hiện sớm. Cô vợ nón xuống cho nó mát đi. Cô uống gì không? Cô vô đây rồi là hồi năm dịch tới giờ đó hả? Đúng dịch tới giờ. Trời ơi. Khổ dữ vậy. Giờ hỏi người ta 1 triệu bà thì đóng lại ngày 30 ngàn mới lấy số báo. Mà báo thế chỉ là mua thuốc, mua men, uống hết trơn, rồi cơm nước. Rồi hỏi tiền góp hả? Không có hỏi thằng đứng. Rồi. Nếu cậu có 1 triệu cho tôi mượn 1 triệu tôi lấy số tôi bán đi. Giờ 1 triệu 30 nào mà ấy không? Tôi cũng liều mạng. Rồi là của ai mà mượn của ai? Mượn là bên Mỹ luôn á. Trời đất ơi. 1 triệu là 1 ngày ngoài đóng 30 ngàn. Bởi vì ông dám ăn uống cho. Thôi ngày 30 ngàn lấy. Vậy là 1 tháng là hết 900 rồi. Bình mà 1 triệu vẫn còn ngoài hoài. Còn hoài. Rồi ngoại trả cho. Chưa, 1 triệu đâu có tiền trả. Trời đất ơi. Đóng xuống cuộc đời. Trời ơi. Uống nước đi cụ. 1 triệu tháng là 900 đó.
nó thì tháng 600. Thì 2 tháng. Thì 2 tháng nó là 1 triệu 2. 1 triệu 2 rồi chị cũng không có tiền rồi nó nói thôi bây giờ mình đưa thêm đi rồi tao góp cho mày. Là 1 triệu 2 rồi đưa thêm 600 ngàn nữa là chạy ra 2 triệu tôi góp đó một ngày 200. 200 chạy với năng lời 4. 400 ngàn lời nữa. Là sao? Cũng như cậu có cái nhà, cậu cho tôi mướn, mỗi tháng 300, rồi 2 tháng nó là 1 triệu 6, rồi cứ không có tiền ăn uống này kia, tôi phải lấy thêm cậu. Nói giờ tôi đưa thêm mà 400 hay là 300 nữa, chẳng 2 triệu, giờ bà góp phương ngày mà 200 ngàn, cậu ăn thêm 40 ngàn, 400 ngàn lời nữa. Giờ tôi đi mà không biết làm gì, tôi có tiền đào tạo lên một ngày cho hai đứa nó ngày tới 200 mấy 300. 200 là ngoài góp đứt vốn luôn hay là chỉ là còn ngoài? Thì cái tiền nhà thì nó góp đứt vốn mà gần tới tiền nhà nữa rồi. Là 300, tiền nhà 300 một tháng. Còn ngoài ở của mình lên hả? Ở với thằng con. Còn lớn tuổi chưa? Con 42 tuổi rồi cậu. Con lớn tuổi rồi. Lớn tuổi mà không? Có làm gì không? Đi làm hồ đủ là ăn, nó không có đưa tôi đồng nào, tôi phải lo cho nó. Vậy sao mà nãy hỏi cụ la trốn con đi mà sao cụ ở với trốn con? Trốn là trốn ở ngoại, còn nó vô là vô trước tôi rồi. Tôi trốn là mấy đứa con tôi ngoại á, con trai con dâu. Rồi vô đây thì con đứa chớ thù trước dịch là hết thằng cha, hai thằng cha. Sao có hiểu quá. Ở ngoại không ở ngoại cho con cái nó nuôi vô đây chứ cho nó cực. Ở ngoại đi biển, chân biển. Dạ. Biển đi có bữa khi có thì không. Thì nào là nó lo con nó là bệnh tận sinh. Một ngày cụ bán nhiêu mà rồi đóng tiền đứng là 30 ngàn. Thì bán ví dụ 10 tờ. 10 tờ loại có 10 ngàn thôi. 30 tờ là bà ngoại phải đóng nó hết 30 ngàn tiền lãi rồi. 30 ngàn tiền lời nữa rồi. Rồi tiền đâu rồi một ngày bà bán bao nhiêu tờ và mới được 100 tờ. Mới bà đó 30 tờ nè. Nhà mới bán được mấy vé còn 20 bao nhiêu tờ số không có đẹp mình ra bán để chê. Người ta thấy già cả đây giúp chị nó. Chúng tôi ta đâu có mua. Rồi bà mượn 1 triệu đó lâu chưa? Lâu rồi. Lâu rồi là còn 1 triệu hoài luôn vậy đó hả? Phải đóng hoài. Rồi sao bà có cách bà trả được? Ở vậy thì phải đóng suốt cuộc đời. Nó nói chừng nào bà chết là tôi bỏ. Rồi đau bác tử thì là chết tôi bỏ. Ví dụ bà có đau bà ở nhà tôi, bà đau bà nằm đó, bà chết thì tôi cũng cho bà làm đó. Rồi giờ bà trả cũng không được luôn? Không. Giờ có tiền trả được không? Thì trả tôi nói với nhà cậu đời hoài. Nếu có bao nhiêu là ngoại trả dứt hết. Dứt nợ là 1 triệu hả? Nếu mà tiền nhà nó còn đang góp nữa đó. Rồi vậy rồi là sao góp ngày nhiêu nữa? Góp một ngày 200. Góp một ngày 200 bà bán giấy số bà ngày bà lời bà chưa được 200 nữa bà góp ngày lời 200 rồi tiền đâu bà góp rồi tiền đâu đóng lại. Rồi tiền đâu ăn? Đi công an không bắt hoài rồi không dám xin rồi bà lấy giấy số bà. Khi người ta được 100 mới lấy bán. Nhiều thằng chừng biểu chia bán còn chữ là thu nữa, chữ thu đĩ già nữa. Trời ơi. Mấy người nói để mày đứng lại tao hỏi bên sao mà bả biểu mày chia cho bả bán rồi kiếm cơ ba mày không chia mà lại mày giữ bả đĩ già. Tới nay tôi không gặp nó. Nó ở trên chợ Mỹ Phước. Như cậu bán nó con trai chia cho bà mượn tà nướng cái vụ không ơi. Không mẹ hỏi tôi mới nói trong nghe con đừng hỏi. Ngoại sao ngoại nóng quá vậy? Thì xưa ta nói cho nghe đứng nghe rồi trở lên nói đi. Cậu nóng quá. Vậy chứ ngoại ý là ngoại nói mà không con nghe nói ngoại gì đó. Thì tôi nói là ông không lớn một tay ông nghe bây giờ ông nói trời ơi trời nói gì đâu không.
đứng đi bây giờ cũng lóng ra nghe đi, nó nói phải rồi mình nghe quấy rồi mình cũng đừng nghe. Giờ nãy giờ tôi đi xuống tim mạch với tôi bán trời ơi, 1 triệu mà đóng 20-30 ngàn đến tháng 900 lời trời ơi, mới nghe nói luôn. Rồi còn tiền gì thì góp 1 ngày 200 nữa. 200 tiền nhà mà ăn rồi. Tiền nhà gì mà góp ngày 200, góp 200 mà bà cụ bán ngày vô cái số đâu mà góp ngày 200 là tiền lời. Là 200 mấy rồi. Rồi tiền đâu ăn uống rồi tiền đâu ấy nữa đúng không? Ở đi ra đường sống như cô bán anh em ở bên Đông Thiên không à. Cũng nhờ bên Đông Thiên 100 mấy nay. Rồi thôi hôm nay gặp cụ ha, cũng có cho cụ một phần quà đi của chị Dung ở thành phố Hồ Chí Minh, gửi cho cụ 500 ha, để cụ có cái ăn uống qua ngày ha. Cụ có lời nào nói không? Cậu không biết nói gì đâu, cảm ơn ở thành phố á. Bây giờ cụ cảm ơn cô Dung đi là được rồi. Trời ơi, cụ đi bán đi cho kịp ha. Rồi cảm ơn cụ. Rồi, uống nước đi cụ. Rồi chào anh. Anh nhiêu tuổi rồi? Dạ năm nay 52 tuổi. Anh bị vậy là bị sao? Bị u sơ thần kinh ngoài da. U sơ thần kinh ngoài da hả? 13 tuổi bây giờ lận. Rồi có ngứa ngáy gì không? Dạ không, bình thường. Nói vậy luôn hả? Dạ. Rồi cái giò bị vậy luôn hả? Giò bị gãy. Giò bị gãy nữa, đã vậy còn bị gãy giò nữa. Bị gãy giò, bị gãy tay luôn nữa. Sao vậy? Đi té hả? Xe đụng té. Rồi cái té ngày làm ơi gãy lên à, không ai dụng hết trơn á. Rồi bán vé số ngày bán được nhiêu tờ? 150 vé. 150 vé hả? Anh có sống với ai không? Sống như chung hai chồng nhỏ em. Ở chung này. Ba mẹ mất hết trơn rồi. Ba mẹ mất hết rồi. Rồi quý vị, ảnh bị gì? U sơ thần kinh ngoài da. U sơ thần kinh ngoài da. Tại đó quý vị coi tay. Nó mổ đó, mổ rồi vô máu nổ là gì không bình thường có gì hết. Rồi nó nổi. Lúc trước mà anh bình thường hả? Dạ bình thường. Đây, tới cổ mạch luôn nè. Cũng mua này thấy không? Nó nổi vậy mà không có bị đau đớn, không có nhức mỏi gì hết. Không. Nổi không? Nổi sao bị nổi? Bởi vậy. Rồi thôi gặp anh hôm nay đi ngoài đường gặp anh cũng là cái duyên ha. Dạ. Tụi em có cái phần quà của chị Dung ở thành phố Hồ Chí Minh. Rồi. Gửi biếu cho anh 1 triệu ha. Rồi, cảm ơn em. Gửi là cảm ơn chị Dung rất nhiều. Rồi em dở lên cho chị Dung thấy coi nhiêu. Rồi 1 triệu ha. Rồi anh có lời gì chứ chị Dung? Rồi xin chân cảm ơn chị Dung rất nhiều nghe. Chúc chị Dung nhiều sức khỏe. Mừng không? Mừng. Vui không? Vui. Cái đó là lời được biết bao nhiêu ngày ha. Vui ha. Rồi vui. Tự nhiên có tiền bất ngờ. Tự nhiên có tiền, có khi nào có ai cho nhiều vậy không? Ít lắm à. Dạ. Đâu có ai cho được nhiều vậy ha. Dạ. Cái gì coi là nổi cấp người cấp mình ảnh luôn. Trời ơi. Mà mua giùm 33 giấy 31 đi. Nhiều đây vô lắc mơ bao cho nữa. Rồi thôi được rồi, không có mua. Anh bán đi ha. Rồi thôi anh giữ gìn sức khỏe nha. Rồi cảm ơn rất nhiều nha. Rồi. Cho gì luôn dạ? Rồi. Cho thẳng đi không nổi luôn vậy. Dạ à, cô chào cô nhiêu tuổi? Dạ 75. Cô ở đâu? Dạ bên Bắc An Hòa. An Hòa hả? Dạ. À, xã An Hiệp Trung. Cô sống với ai? Dạ sống với thằng Út mà Út có nuôi đi bán với
số về ăn không à. Có con mà nó không nuôi luôn hả? Dạ. Rồi, nào giờ cũng nuôi. Bán vé số về tự ăn. Dạ, nào giờ á. Có chú không? Dạ không, mất lâu. Ngày cô bán bao nhiêu tờ? Dạ được 6 lóc, 5 lóc, 120 ngàn. 5 lóc là... Được 120 ngàn, rồi nuôi ngày, mấy đứa cháu à. Nội nữa. Ba mẹ nó bỏ đi nuôi mấy đứa cháu nội. Rồi nuôi cháu nội nữa. Dạ, hỏi thằng này coi biết lúc trước ngồi đèn xanh đèn đỏ ở đây nè. Bán á. Dạ. Ngày, ngày bán được lời được 120 vậy đó hả? Dạ, được 120 ngàn, 5 lóc. Rồi gặp cô cũng cái duyên đi ha. Dạ. Thay mặt cho chị Dung ở thành phố. Dạ. Gửi biếu cho cụ 500 ngàn nha. Vâng, thật cảm ơn. Mua gạo ăn dạ, nha. Dạ, cảm ơn. Dạ, rồi cảm ơn chị. Dạ, Dung. Cảm ơn con Dung nhiều. Dạ. Dạ. Rồi thôi, tụi con cũng chúc cô nhiều sức khỏe, mua mai bán đắt nha. Dạ, cảm ơn, vâng Phật. Dạ. Dạ, cảm ơn. Gặp một bà cô đang bươi rác quý vị. Chào cô làm gì cô? Lượm đồ cô đi đó. Lượm ra dê trái hả? Dạ. Rồi, đâu cô lượm được vậy hả? Ừ. Một ngày cô lượm được nhiêu tiền? Ít xíu à, gom lại 3-4 ngày. Cô mở khẩu trang xuống rồi. 3-4 ngày mới mới bán được ít chục ngàn. Cô mở ra khẩu trang đi, mở khẩu trang xuống. Cô nhiêu tuổi rồi? 73. 73 tuổi rồi, cô có nuôi ai không? Hai vợ chồng. Hai ông bà hả? Ừ. Có con cháu gì không? Có thằng con ở trong nhà mình nó chưa có vợ mà nó chịu tiền à. Rồi mình đi mận gì kiếm thêm. Rồi đặng thu nhập với trong gia đình tiếp với nó. Mỗi ngày là cô dùng cái tay mình đi bươi cái thùng rác vậy hả? Dạ. Đâu cô bươi sao nãy cô bươi kiếm gì? Cô lấy đồ cái ve gì nè, mình lấy cái kiều kiều coi có cái đâu, đâu không? Cô kiều thử con coi coi. Cha vậy đó hả? Vậy đó. Rồi. Rồi ngày mấy ngày mới bán được? 3 ngày vậy đó, bán nửa chục của cá ăn. 3 ngày bán có nhiêu đó thôi hả? Ừ. Rồi cô ở nhà, nhà cô hay nhà, nhà... Nhà, nhà mình. Nhà cô luôn hả? Cô gần đây không? Gần, ở đằng trường học Nguyễn Anh Kiên. Đi vòng vòng đây chút xíu à, về rồi đâu có đi xa. Vậy ha? Ừ. Rồi thôi gặp cô hôm nay thấy cô cũng tội nghiệp có duyên ha. Con thay mặt cho chị Dung ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Gửi biếu cho cô số tiền 1 triệu để cô có cái mua gạo đồ trong qua ngày ha. Dạ. Rồi cô có cô kéo khẩu trang xuống đi. Kéo khẩu trang xuống. Rồi cô nói gì với chị Dung không? Dạ tôi có đâu lời cảm ơn cô Dung. Giúp tôi trong khi hoàn cảnh con Thu với họ bị tai nạn chết anh thằng vậy hả? Dạ. Rồi bây giờ đâu có ai thu nhập tiếp nữa, rồi phải đi làm gì là kiếm sống qua ngày, mừng tới là nhớ tới con. Con có vui không? Dạ. Mừng không? Mừng dữ lắm luôn. Nào giờ có ai cho số tiền đó không? Ừ, y sĩ như đi gì nè, rồi cái cô quát rồi nãy kia ta cho khi 10 ngàn 20 rồi nãy kia hà. Cô có khi cô có trong đầu cô có suy nghĩ có khi nào có người nào cho được vậy không? Không 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 có suy nghĩ được như vậy đâu. Không suy nghĩ được đâu ha. Dạ dạ. Rồi bữa nay được về thôi nghỉ đi khỏi vui nữa ha. Khỏi bữa nay nữa. Về mua đồ ăn sớm về nấu cho ông ăn đi. Mua đồ ăn ngon về hai ông bà dọn. Không có đâu. Chứ để tiền làm gì? Không phải để nuôi thằng nhỏ con của thằng chết á. Thì nuôi nhỏ thì mà cô, cụ với lại ông cụ phải nuôi ông cụ, bà cụ phải sức khỏe mới được nuôi, có sức khỏe mới nuôi nó được. Ừ, chứ ông bà không có sức khỏe làm sao mà nuôi nó. Dạ đâu có đi đâu xa, đi dài lại đằng Huệ Nghĩa thì đi về nhà hả? Cổ đi bươi rác rồi. Dạ, đi xa nữa. Dạ, cảm ơn hai chú, cảm ơn cô Dung. Bữa nay cũng như là trúng số. Trúng số hả? Dạ, trúng số. Số vậy bộ có quýnh số đề nữa hả? Trúng số.
trúng số tiếng thiệt á, mà mua hoài không trúng, thôi không mua. Vậy là quá mừng rồi. Mừng hả? Từ đây tới Tết là cũng chưa được gì. Rồi thôi, cắt đi, cất tiền vô đi. Cảm ơn mấy chú dữ lắm. Rồi ông ấy thôi ta đi nghỉ sớm đi, kiếm mua đồ ăn về nấu cơm cho ông ăn đi. Thôi, ông cũng không ăn đồ ngon đâu. Sáng thì tỉ như có mì ở trong nhà thì... Dạ. Sáng có tiền, có mì thì chuẩn bị ăn, ông ấy là ông ăn không nguội với đồ ăn còn lại đó. Chứ ổng không chịu. Hôm nay chích 200 ngàn đi. Thôi, ông không có ăn đồ ngon đâu chú ơi. Không, cũng phải mua cái gì quen rồi. Ăn đi. Ăn vậy cũng quen rồi chú ơi. Rồi thôi, chúc cô nhiều sức khỏe nha. Dạ, cảm ơn hai chú nhiều dữ lắm. Dạ rồi, Minh Hoàng xin thay mặt các cụ già neo đơn cảm ơn tấm lòng của chị Dung rất là nhiều, đã đồng hành cùng Minh Hoàng trong cái video này. Một lần nữa Minh Hoàng xin cảm ơn tất cả các mạnh thường quân và quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.